Rồi, ok, xin chào anh em. Chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong cái tháng 6 vừa rồi thì PUBG 2 đã mở cái bản alpha test đầu tiên của cái tựa game này và đón nhận một cái lượng người chơi cực kỳ lớn. Kèm theo đó là cái lượng người đăng ký tựa game này cũng rất là kinh khủng. Và đến sáng chủ nhật vừa rồi, 11 giờ sáng chủ nhật ngày mùng 8 tháng 8 vừa rồi, PUBG Illustrated đã đăng cái bài viết về cái bản alpha test thứ 2 các bạn. Bản alpha test thứ 2 này thì bắt đầu đăng ký từ ngày hôm nay. Đấy, bắt đầu đăng ký từ ngày hôm nay anh em nhé. Và anh em có thể là đăng ký ngay bây giờ của cái tựa game này trên hai hệ điều hành, đó là iOS và Android. Trong cái video giới thiệu về cái bản alpha test đợt 2 này ấy, thì nó có thông tin rất là đầy đủ cho anh em, gồm các cái quốc gia có thể là đăng ký chơi trước cái tựa game này, kèm theo đó là các cái thiết bị có thể là chơi được cái tựa game anh em ạ. Có cả cho Android và iOS em nhá. Đó, cực kỳ thơm luôn anh em ạ. Cực kỳ thơm nành cho những ai dùng iOS. Tại vì cái đợt test đầu tiên ấy thì nó không có cho hệ điều hành iOS, mà chúng ta buộc phải chơi ở trên các thiết bị Android anh em nhá. Do đó là các cái thiết bị iOS thì nó thiệt thòi khá là nhiều. Thiệt thòi cực kỳ nhiều luôn. Và khi mà đăng ký ngày hôm nay ngày mùng 9 tháng 8 thì đến ngày 26, 27, 28 của cái tháng 8 thì cái tựa game này sẽ chính thức được mở cái bản alpha test thứ 2 các bạn. Đó, những ai mà đăng ký trước cái tựa game này thì có thể là sẽ nhận được cái lời mời để mà tải cái tựa game và trải nghiệm cái tựa game này. Rồi, ok, không nói nhiều nữa. Trong cái video ngày hôm nay thì kênh New Game sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký cái tựa game này để mà anh em có thể là trải nghiệm được cái bản test đợt 2 trên hai hệ điều hành, đó là Android và iOS nhé. Đầu tiên là trên các cái thiết bị Android trước đi anh em ơi. Và trước mặt anh em đây là các cái quốc gia mà có thể là được trải nghiệm cái tựa game này. Đó, được trải nghiệm cái bản alpha test đợt 2 của cái tựa game này anh em ạ. Rất là nhiều các quốc gia, có châu Á của chúng ta, nhưng mà rất là tiếc cái quốc gia của Việt Nam của chúng ta thì không nằm trong cái danh sách có thể là đăng ký và chơi được cái tựa game này anh em ạ. Do đó là chúng ta buộc phải fake IP hay là chuyển vùng để mà có thể đăng ký cái tựa game này trên hai hệ điều hành. Android thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải tải cho mình một cái phần mềm, đó là Kiwi. Nên set play tìm cho mình cái phần mềm đó là Kiwi VPN nha. Kiwi VPN. Đó. Sau đó thì anh em hãy ấn tìm kiếm và anh em hãy download cái phần mềm Kiwi VPN có cái số đó là 2020 ở góc trên cùng của tay phải chúng ta, ở cái logo của cái app này ấy. Sau đó thì anh em hãy download cái app này về cho mình nha. Cái ứng dụng này thì nó rất là nhẹ thôi. Sau khi mà tải thành công thì anh em mở cái ứng dụng này lên cho mình. Hiện tại thì mình đang bật cái ứng dụng này để mà fake IP rồi anh em ạ. Và nó sẽ hiện cái giao diện như này nha. Ví dụ như là cái ứng dụng này mà anh em không có cái điểm point để mà có thể là kết nối với các cái IP VIP chẳng hạn, thì anh em có thể là đi kiếm rất là đơn giản bằng cách là daily check này. Đấy, daily check hàng ngày thì nó sẽ cho anh em những cái điểm point để mà giúp anh em có thể là fake IP dễ dàng hơn. Ngoài ra thì anh em cũng có thể là xem các cái video để mà nhận các cái điểm point anh em nha. Rồi. Ok, ở đây thì anh em hãy lựa chọn cho mình cái khu vực đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Đây, ở đây thì nó ở cái phần Golden này này. Ở cái phần Golden này thì nó sẽ có cái server của Thổ Nhĩ Kỳ em nhé. Ở dưới đây anh em hãy kéo xuống. Đây rồi, rất là nhiều các quốc gia. Ở đây thì nó cực nhiều các quốc gia nhé, nhưng mà mình lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ. Tại vì Thổ Nhĩ Kỳ ở cái server của cái Kiwi này nó rất là mượt, nó rất là khỏe. Nên chúng ta fake nó rất là đơn giản. Thổ Nhĩ Kỳ đấy nha. À, đây chính là cái khu vực Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta anh em ạ. Đó. Đây, nó đây. Với 250 điểm point thì chúng ta có thể là kết nối được với Thổ Nhĩ Kỳ. Đó, anh em ấn cái từ kết nối và nó sẽ kết nối Thổ Nhĩ Kỳ với cái IP Thổ Nhĩ Kỳ em nhé. Và đây thì mình đang kết nối với Thổ Nhĩ Kỳ rồi anh em ạ. Đây, Thổ Nhĩ Kỳ rồi đây, mình kết nối sẵn rồi nhé. Sau khi mà kết nối thành công với Kiwi của cái server của Thổ Nhĩ Kỳ ấy, sau đó thì anh em hãy vào phần cài đặt cho mình. Sau đó thì anh em hãy kéo xuống dưới và chọn cho mình cái phần ứng dụng này. Sau đó thì anh em hãy truy cập vào cái kho ứng dụng và anh em tìm cho mình đó là cửa hàng Set Play. Đấy, sau đó thì anh em ấn cái từ xóa dữ liệu và ấn cho mình cái từ xóa tất cả các cái dữ liệu của mình nhé. Xóa tất cả các cái dữ liệu. Và anh em lưu ý là để mà đăng ký cái tựa game này ở trên thiết bị Android thì mình khuyên là anh em nên đăng nhập nhiều những cái tài khoản Gmail, nhiều những cái tài khoản của Google vào để mà có thể là may mắn lựa chọn được. Chứ anh em mà đăng ký một cái là nó sẽ không được lựa chọn thì rất là tiếc các bạn. Sau đó thì anh em hãy quay trở lại và lựa chọn vào cái chợ Set Play. Anh em xóa cái dữ liệu của nó đi toàn bộ rồi thì nó sẽ hơi bị đơ một tẹo và anh em sẽ phải reload lại rất là nhiều. Rồi, ok, sau khi mà nó download một xíu cái data thì chúng ta đã có cái giao diện của Set Play. Và đối với những ai mà ở cái phần bảng xếp hạng
bảng xếp hạng mà nó xuất hiện Liên Quân hay là Free Fire thì chúng ta đã chưa fake thành công, và chúng ta buộc phải chuyển sang một cái tài khoản khác nha, tài khoản Gmail khác. Ví dụ ở đây mình sẽ lựa chọn một cái tài khoản Gmail bất kỳ của mình nhá. À mà quên, còn một cái bước nữa để mà cho anh em xem là chúng ta đã fake IP thành công hay chưa. Anh em quay trở ra với trình duyệt web của anh em, sau đó thì vào cái website đó là checkip.com.vn nha. Đấy, ở đây thì nó sẽ check cho anh em xem là anh em đã fake thành công sang cái IP của Thổ Nhĩ Kỳ chưa. Và ở đây thì chúng ta đã fake IP thành công sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi, tại vì ở đây thì nó có cái quốc gia đó là Thổ Nhĩ Kỳ này. Đấy, fake thành công rồi nha. Quay trở lại với setplay của chúng ta, và ở đây có tem file static và chúng ta đã fake thành công rồi. Ở đây không có Liên Quân hay là Free Fire thì chúng ta đã fake thành công sang Thổ Nhĩ Kỳ. Và anh em chỉ cần tìm trên cái phần tìm kiếm này, đó là PUBG. Đấy, lưu đây này, nó có ngay ở đây rồi này. Anh em click vào đó và chúng ta sẽ vào cái đây. Chúng ta đã có cái ứng dụng rồi. Mình đã đăng ký trước rồi anh em ạ. Mình đã dùng toàn bộ cái tài khoản email của mình có, Gmail của mình có, tài khoản Google của mình có để mà đăng ký toàn bộ cái tựa game rồi anh em ạ. Đấy, mình đã đăng ký thành công rồi nha. Những anh em nào chưa đăng ký thì nó sẽ có cái phần đăng ký trước này. Đấy, sau đó thì ấn vào cái phần cài đặt khi mà ứng dụng phát hành. Ok, mà anh em nào đăng ký trước thì nó sẽ có nhận được một cái xe, một cái trang phục của một cái xe anh em ạ. Đấy, cái skin của cái xe. Rồi, ok. Ở đây thì mình sẽ dùng một vài cái tài khoản khác ở đây đã đăng ký để mà đăng ký này. Mình sẽ vào cái tài khoản email Google tiếp theo, thứ hai của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng ký tiếp cái tựa game này để mà tăng cái tỷ lệ được lựa chọn anh em nhá. Đấy, mình đăng ký cái tài khoản này mình đăng ký trước rồi nha. Mình sẽ đăng ký trước rồi đó. Đó thì nó sẽ hiện cái từ đó là hủy đăng ký. Và một cái tài khoản nữa ở đây mình sẽ có rất là nhiều cái tài khoản email. Đấy, 3-4 tài khoản luôn, rất là nhiều. Rồi, sau đó thì tìm kiếm và đăng ký cái ứng dụng này thôi. Đăng ký cái tựa game này, đó. Đăng ký thành công rồi anh em ạ. Đó là với thiết bị Android. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái thiết bị iOS em nha. Thiết bị iOS thì đương nhiên là chúng ta phải chuyển vùng trước đã, vào cái phần ứng dụng đó là chợ ứng dụng đó là App Store cho mình nha. Sau đó thì anh em hãy click vào cái phần avatar của anh em, và anh em hãy lựa chọn cho mình cái iCloud. Đấy, click ngay vào cái iCloud của anh em này. Rồi, ok, sau đó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như này, và anh em cứ click ngay vào cho mình đó là cái phần country và region. Đấy, thay đổi quốc gia. Sau đó thì anh em hãy ấn cái từ trên thay đổi này, và anh em sẽ tìm cho mình đó là cái Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ của nó thì tiếng Anh của nó sẽ là chữ T đầu tiên, và anh em sẽ kéo lùi xuống phía dưới này nhá. Đây, Thổ Nhĩ Kỳ của nó đây này. Đây chính là cái phần Thổ Nhĩ Kỳ của nó. Anh em click vào nó nha. Rồi, sau đó thì anh em hãy click cho mình hai lần. Click cho mình hai lần, agree cho mình hai lần ở góc trên cùng của tay phải. Sau đó thì anh em ấn chọn cho mình cái mục đó là lăn này. Và ở dưới đây thì anh em sẽ ghi các cái mục đó là Hà Nội. Anh em cứ ghi y hệt cho mình nha. Cứ ghi y hệt cho mình. Và cái mã postcode ở đây thì anh em hãy ấn cho mình 5 số 0. Đấy, sau đó thì ấn city ở đây là Hà Nội cho mình. Và ở dưới đây sẽ là nhập cái số điện thoại của anh em vào. Anh em nhập bất cứ cái số điện thoại nào mà anh em thích. Rồi, sau đó thì anh em ấn like cho mình nha. Rồi, vậy là chúng ta đã chuyển vùng thành công sang cái khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ rồi anh em ạ. Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Đấy, hiện tại thì khi mà anh em lên trang chủ của cái tựa game PUBG 2 này ấy, thì nó sẽ ấn vào cái mục đăng ký trước của cái tựa game này trên iOS, thì nó lại báo là chưa đăng ký được. Không biết là do cái vấn đề gì, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa đăng ký được. Và chúng ta cứ chuyển vùng sang cái khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ trước đi. Khoảng tầm trưa nay hoặc là chiều nay hoặc là muộn nhất là tối nay thì nó sẽ có cái phần đăng ký trước cho iOS em nha. Và mình sẽ update liên tục ở dưới phần mô tả của video. Anh em hãy truy cập vào cái video đó của mình và click vào cái phần mô tả để mà có thể là đăng ký trước cái tựa game này ở trên iOS nhé. Mình sẽ update link liên tục, hoặc là mình sẽ cập nhật cái link iOS ở dưới ở cái phần đó là tag cộng đồng của kênh Video Game. Đó thì nó sẽ báo lên cho anh em và anh em có thể là đăng ký cái tựa game này trên iOS nhé. Ví dụ như là mình tìm kiếm thử cái tựa game đó là PUBG. Ở đây hiện tại thì nó vẫn chưa cho anh em đăng ký trước với cây chứ. Rõ nó bảo là đăng ký trước ở trên thiết bị iOS và Android. Nhưng mà khi vào đây thì click vào website của cái tựa game này ấy, thì nó chưa cho đăng ký trước iOS. Chắc là nó đang trục trặc một số vấn đề về cái phần duyệt tựa game đó trên Apple Store chẳng hạn. Chắc chắn là trưa nay, chiều nay hoặc là tối nay thì nó sẽ có link thôi anh em ơi. Rồi, ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về đăng ký trước cái tựa game PUBG 2, PUBG Legends. Anh em nhớ theo dõi kỹ cái video của mình để có thể đăng ký được cái tựa game này nhá.
À quên, không nói cho anh em nữa, đó là cái thiết bị iOS thì anh em khi mà anh em chuyển vùng ấy thì anh em phải làm liền mạch cho mình nhá. Anh em không được thoát ra để mà xem cái mã postcode đâu. Anh em viết cái mã postcode ra giấy, sau đó thì anh em hãy nhập liền mạch cho mình. Chứ anh em mà thoát ra nửa chừng để mà tìm các cái mã postcode thì nó sẽ bị lỗi và nó sẽ không chuyển vùng cho anh em được nha. Đó, lưu ý cái vấn đề là cho mình, làm liền mạch cho mình. Rồi, nếu mà thấy video của mình có hữu ích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nhá. Còn bây giờ thì hẹn lại anh em vào ngày 26, 27, 28 tháng 8 này để mà có thể là trải nghiệm được cái tựa game này trên các cái thiết bị iOS và Android nha. Ok, bye bye.